Vâng, em xin chào các anh. Thế hôm nay em tiếp tục ở đây, nó về được một cái thớt cực kỳ độc của Onkyo chú bảo là gần sưu tầm nhá. Đây là con Onkyo là AV Soura 4 Chesso SR21M Pro. Đấy. Thì đây là một cái thớt Processo kiêm một cái con âm đi surround để nối thêm 3 loa nữa vào đây để tạo thành hệ thống 5.0 và 5.1 cho bộ dàn nghe nhạc của các bác nhé, để thành bộ xem phim đấy. Đấy. Thớt này rất là hiếm. Đây là bác nào mà đang cần sưu tầm những cái thớt này đang nó sở cho bên em nhé. Đấy là cái này nó nếu như mà mình kết nối vào âm đi của mình nhá thì là mình sẽ thấy là những cái con 911-92 này nó hay có một cái chức năng processo, các bác thấy không ạ? Đấy thì mình sẽ vặn cái này sang processo đấy và kết nối một dây AV từ đường in xuống đường out của cái cổng processo đó và từ cổng out của processo cắm cổng in nơi này, từ out của processo lại cắm cổng in của âm đi, thế là nó sẽ tạo thành hệ thống thớt âm đi sâu đao cho bộ dàn để tạo thành 5.1 nhé. Đấy. Tiếp bây giờ em sẽ thử cho các bác là các cái cổng của nó nhé. Thì đây các bác thấy này. Đấy. Hai cổng nó có tiếng bình thường nhá. Đấy. Rồi thử từng cái một để cho nó dễ đi. Này cái này thế là cổng hai cổng dưới này là nép sâu đao nép mà sâu đao rai để là SR và SN đây là để là cắm loa surround nhé. Đấy. Ok chưa? Nha, thì đây là cổng center này. Đấy, center đây nhá. Đấy, đây lên đầy đủ hết nhá. Đó. Thì đây là tác dụng của cái cổng của cái surround processor đấy nhá. Đấy và nó sẽ có các chức năng bypass. Bypass này thì nó sẽ là không đưa âm thanh ra surround nhé. Vào lúc này thì nó sẽ kết nối cái này giống như một cái điều chỉnh bass tép cho cái ấy của các bác nhé, cho cái âm đi của các bác. Đấy, thì ấn sang surround này, các chế độ hôn này, stadium và disco để tạo ra các hiệu ứng nghe nhạc cho các bác nghe nhạc hay hơn nhé. Đấy, Pronogic nó cũng tương tự như vậy, nó cũng là một chế độ nghe nhạc. Với chế độ Dolby Bass Stereo thì nó chỉ đưa ra cái cổng center và không đưa âm thanh nhạc cổng rear enable nhé. Còn nếu Dolby Pro thì nó sẽ đưa tất cả cổng rear. Đó. Ở đây sẽ có các tua này. Thì khi mà các bác cắm ở bên này thì các bác sẽ gạt cái này sang cái cổng in này. Đấy thì lúc này mình cắm, ví dụ mình cắm cổng này nó sẽ tiện vào cổng này. Mình cắm cổng video sao vào cổng video nhé. Đấy, rất là tiện. Đấy, ví dụ bây giờ các bác không cắm đúng cổng này thì mình sẽ ấn này, xua này chuyển sang đúng này là sẽ có tiếng này. Và đây là volume to nhỏ để mình có thể tăng giảm cái độ to nhỏ của các cái hệ thống loa surround của chúng ta nhé. Đấy. Nhỏ đi này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy. Thì đây là con SR21M Pro. Hay chính xác nó gọi là con AV Soura 4 Chesso SR21M Pro nhé. Thì đây là cái con surround, thớt surround của Onkyo. Bác nào đang cần cái thớt surround này thì alo cho bên em nhé. Điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 các bác nhé. Vâng. Đấy. Nên là đặt hàng liên hệ cho em hai số là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Đấy. Vâng. Những con này thớt này của nó là giá là 2.600.000 nhé. Xin chào các bác.